bà bầu cần tiêm phòng những gì trước khi mang thai? Có rất nhiều bệnh có thể gây nguy hiểm cho bé, bạn cần đề phòng và tiêm phòng khi mang thai, ý để tránh những hậu quả nguy hiểm cho thai nhi như sảy thai, đẻ non, dị tật, dị dạng thai nhi. Những mũi tiêm cần thiết trước khi mang thai gồm: tiêm phòng rubella. Virus rubella lây truyền qua đường hô hấp, thời gian ủ bệnh từ 12 đến 23 ngày, trung bình là 18 ngày. Nhiễm rubella trong đầu thai kỳ, 3 tháng đầu hoặc 20 tuần đầu, có thể gây thai chết hoặc hội chứng rubella bẩm sinh. Hội chứng này đặc trưng bởi nhiều khuyết tật, đặc biệt là với não, tim, tai và mắt. Virus rubella có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể trẻ mang dị tật bẩm sinh, thường là trên 1 năm. Tiêm phòng thủy đậu, trái rạ. Phụ nữ chuẩn bị có thai được tiêm phòng thủy đậu sẽ tránh được tình trạng mẹ bị thủy đậu trong nửa đầu thai kỳ, có thể gây dị tật bẩm sinh do lây nhiễm qua nhau thai. Những dị tật bẩm sinh gồm viêm võng mạc bồ đào, teo vỏ não, thận ứ nước, những khiếm khuyết của da và xương chân. Tiêm phòng viêm gan B. Phụ nữ chuẩn bị mang thai muốn tiêm phòng viêm gan siêu vi B nên xét nghiệm huyết thanh học trước khi tiêm. Xét nghiệm huyết thanh học để đánh giá tình trạng nhiễm HPV đang được áp dụng phổ biến là xét nghiệm HPV và ANI-HPV. Cũng có thể xét nghiệm huyết thanh học cho cả chồng để có thêm dữ liệu về nguy cơ của người vợ, tình trạng nhiễm viêm gan B của chồng. Tiêm phòng cúm. Bình thường cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi là bệnh đơn giản, nhưng khi mang thai mắc bệnh này có thể khiến thai nhi của bạn bị ảnh hưởng và gây hậu quả không tốt cho thai nhi. Vì thế trước khi có ý định mang thai, bạn nên tiêm phòng cúm vào thời điểm dịch cúm bùng phát tháng 1-1 tháng 3 năm sau. Tiêm phòng uốn ván. Uốn ván là một bệnh do vi khuẩn uốn ván gây ra, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, gây cứng cơ, cứng hàm, mất nhận thức và gây thai chết lưu ở bà bầu. Chúng xâm nhập vào cơ thể con người qua các vết thương hở trên da. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.